đâu? Hà đi đâu? Hà Di Lào. Hà Di Lào. Hà Di Lào là cái gì? Lẩu đó, lẩu bắt tiền đó, lẩu bắt tiền của Sài Gòn. Hà Di Lào. Có nghe không Tuấn? Thôi để đến Tuấn. Ô. Em Tuấn ơi. Tuấn. Trời. Chưa khui luôn đó. Ừ, đúng rồi. Em không dám xài luôn á. Ủa Tuấn. Ủa cái này nói sao? Tại nãy giờ mà. Bây giờ nãy giờ. Ê Tuấn. Trời ơi. Tuấn. Em ơi, cái đó là cái đó người ta có ba chai hả? Cái nè. Không có gì đẹp trên cái này là quay. Cái này quay. Tuấn, cho mình hỏi nè, cái này là quay nói đi. Rồi biết không cái tin bài nữa. Thì bây giờ đây tôi có mượn, tôi mượn đây nè, tôi chỉ cho cái xài nè, tôi tốt nói gì? À, là wow. Em ơi, nhãn hàng có 3 chai thôi em ơi, mà chụp quảng cáo 2 chai và 1 chai để dành đó. Chai này là của Harry đó. Harry còn phải quay đó. Harry còn phải quay clip đặt hộp cái chai đó nữa, mà chưa gì em đã xé nát nó rồi. Trời ơi, không tin luôn. Rồi cái hộp đâu? Xé được cái hộp rồi sao lát quay. Ủa anh đâu biết là anh tưởng cái này thì em thấy mát. Trời ơi, không nhìn em nãy giờ em ngồi đó, em đói đói đói. Em tính là có gì là chị nói là ha mọi cái gì lẩu ha di lẩu gì đó. Em tính nói chị rất nhộng nhẽo, em nhìn cái này là muốn đập luôn á. À thì bây giờ muốn mà ha di ăn lẩu. Không có bù lẩu, nó không có bù được cái này đâu, cái này còn chưa có ra ngoài nữa. Không ăn thì mát. Biết không, cái này còn chưa ra đời. Cái gì bà nói, chưa ra mắt. Chưa ra mắt, hiểu không? Vậy mà dám xài của Harry. Tụi mình đóng nhiều phim chung nhau là mà. Cái đó là chuyện đi. Tôi cũng chẳng có xe đầy đủ cho bạn chứ đâu phải. Có đâu phải là trả cái gì xài miễn phí đâu đúng không? Nhưng mà cái tôi vấn đề chưa xài gì hết. Trời ơi. Nhưng mà cái vấn đề là không? Thôi đúng rồi. Thì của tôi. Thì của tôi đó. Không Harry ơi, bây giờ có chút tình cảm đi. Lát con chụp nữa em. Em làm Tuấn đẹp mà không có chịu. Lát mình phải diễn chung nhau hay bây giờ mình lấy cảm xúc trước đi. Là bây giờ mình sẽ cầm chai này xúc cho Tuấn. Thì mình làm vậy thôi, đèn nhắm mắt đi bạn, nhắm mắt. Em làm quá là lát mà từ mới cấp lại nha. Nhắm mắt. Diễn Hàn Quốc nha. Nhắm mắt đi. Em nước miếng hả? Rồi đó. Dính gì vậy ta? Dính gì vậy ta? Không Tuấn, nhưng mà lấy hồi kêu Tuấn Đại ăn đi. Em, cái đó là gọi là gì em? Hà Di Lào ấy. Hà Di Lào hả? Hà Di Lào, tôi giống như cái bài hát gì của Thái Lan nhỉ? Không bà, cái đó là một cái lẩu Trung Quốc. Ngon lắm. Ngon lắm. Một cầu lẩu thì nó lâu thì đâu. Lẩu. Mọi người ăn rất là vui. Chị Thăm, cái hôm mà chị gặp chị Thăm Bình. À, cát vô mặt chị Thăm Bình hả? À, rồi đó hả? Đúng. Nhưng mà cái nó có bên bên con rồi. Nhưng mà nói thiệt nha, mọi người ăn em rất là vui. Nhưng mà cá này cũng buồn, nhưng mà em xịt mà kiểu mọi người buồn trong mối quan hệ lâu dài mà xịt nó khoáng một chút. Không, em tự ý em xài của người ta. Mày lại nói sao? Tôi nói cho bạn nghe nè. Bình thường á, cái này á là bình thường mấy cái ở ngoài đường mà nó bán á là nó chỉ có xịt khoáng, nó chỉ có khoáng thôi, nó không có cái gì hết, hiểu không? Còn cái này là nó tới 5-6 cái chức năng lận, hiểu không? Đúng bạn rồi. Có nghĩa là nó rất là đặc biệt và nó rất là quý giá với Harry, hiểu không? Thì biết là đặc biệt quý giá mới xịt đó. Thì biết đặc biệt quý giá nên mới xịt đó. Nhưng mà trước khi xài thì cũng phải hỏi ý kiến của mình chứ đúng không? Hết hello cho tôi mượn xài trước đi. Hỏi ý kiến rồi đó, giờ không lẽ không cho? Thì mình xịt cho. Mình xịt cho. Nhưng mà cái hạt này nó nhỏ lắm chứ. Nãy cái hạt xịt nó hơi to như mặt đúng đó. Hồi này, bạn xịt ở đây, bạn xịt rất nhiều. Khi mình không có biết nằm góc nào mình nhìn được tổng quát, hiểu không? Góc 3/4, góc 3/4. Mình sẽ xịt cho, ok. Nhắm mắt đi, xịt cho. Xịt nha. Xịt đó. Không, xịt cái miệng khép lại đi. Sư chết rồi, Harry. Xịt nha, xịt nha. Vẫn dơ hả? Em đã biết rồi.